Xin chào mọi người, hôm nay mình trổ tài nấu nướng nha. Mình sẽ vào bếp và thực hiện món bánh bèo. Xin mời mọi người vào bếp với mình. Cái loại bánh này thì chúng ta sẽ làm bột gạo và pha một chút xíu bột năng nha các bạn. 3 bột gạo như vậy là chúng ta sẽ bỏ vào một muỗng canh bột năng, rồi 6 chén nước, và chúng ta quầy đều nó lên và bỏ vào trong tủ lạnh qua một đêm nha các bạn. Bởi vì sau khi mình bỏ vào trong tủ lạnh một đêm thì cái độ mịn của bánh nó sẽ smooth hơn, nó bóng hơn, rồi cái bột nó sẽ dai hơn, mình ăn sẽ ngon hơn nữa. Ở chợ người ta cũng có bán cái loại bột pha sẵn nha các bạn, nhưng mà mình thì thích cái pha cái kiểu này hơn. Nhắc đến Huế, ngoài phong cảnh đẹp, hữu tình và con người mộc mạc chất phác thì nhất định phải kể đến nền ẩm thực phong phú và đặc sắc ở đây. Và một trong các món mà làm nên thương hiệu Huế đó là món bánh bèo mà mình đang thực hiện hôm nay. Cái món này mẹ mình cũng rất rất là thích. Chúng ta sẽ hấp những cái dĩa vào những cái chén này khoảng 3 phút cho nó nóng lên nha, trước khi mình bỏ bột vào. Ta đổ bột vào trong những cái dĩa và những cái ly hay muỗng canh bột và hấp lên khoảng chừng 7 phút là ok rồi. Không có để dầu, không có để bất cứ cái gì nha các bạn. Wow, các bạn thấy cái bánh có đẹp không? Bây giờ chúng ta dùng cái muỗng nhựa để chúng ta lấy cái bánh ra nha, để nó không có bị dính. Ok, bây giờ đến phần mình làm nhân nha các bạn. Mình mua tôm về rồi rửa nước muối thật sạch, sau đó mình hấp lên cho nó chín, rồi mình lột vỏ, rồi mình bỏ vào cái máy xay, mình xay nhỏ ra. Rồi mình bắt chảo nóng, bỏ lên một chút xíu dầu, phi hành tím thật thơm. Rồi bắt đầu mình bỏ cái tôm đã xay nhuyễn vào. Mình xào cho nó tôm nó săn lên. Rồi sau đó mình sẽ bỏ một chút xíu bột nêm, một chút xíu muối thôi nha các bạn. Bởi vì trong tôm là nó đã có cái màng tự nhiên của nó rồi. Rồi sau đó là mình sẽ để vào một chút xíu dầu, cái màu điều đó. Nếu các bạn có tôm khô thì làm ngon lắm nha. Mà đây là tại vì mình không có. Mà tôm khô ở đây cũng đắt lắm. Thơm quá rồi. Đến phần nước mắm nè, nước chấm. Thì mình sẽ làm theo công thức 1:1:3 nha các bạn. Một mắm, một đường và 3 nước sôi nguội. Cái này thường thường mình nấu lên, nấu lên cho nóng, rồi khi mình để nguội mình sẽ xắt ớt trái vào.
Còn mỡ hành thì dễ rồi ha. Cái mỡ hành thì mình chỉ nấu, mình xắt hành hành lá trước, rồi mình bỏ vào trong một cái chén nhỏ, rồi mình nấu nóng dầu lên, rồi mình đổ dầu vô trong cái chén hành đó, là hành nó sẽ chín, là nó rất là đơn giản. Rồi có thêm một cái phần nữa không thể thiếu, đó là da heo. Da heo ăn kèm với bánh này rất là ngon. Mình có thể mua da heo này ở Walmart nha các bạn, chợ Mỹ có bán đó. Khi mình ăn bánh bèo Huế là mình phải ăn từ từ mới cảm nhận được cái thơm ngon của bánh. Bởi vì cái vị ngọt của cái tôm cháy này, rồi cái đậm đà cay nồng của nước mắm này, rồi cái béo béo giòn giòn của da heo này, nó hòa quyện với những cái chiếc bánh bèo thơm ngon. Mà khiến khi mọi người ăn cái bánh này rồi thì cũng muốn ăn lại lần sau à. Rất mong các bạn là sẽ làm thành công cái món này để thưởng thức nha. Bây giờ mình món bánh bèo mình đã làm xong rồi, bây giờ mình chuẩn bị để xuống thăm mẹ mình đây, và mình đem cái món bánh mà mẹ mình thích nhất, mà mình nghĩ mẹ mình sẽ vui lắm. Ok, bye bye mọi người.